Xin chào quý vị và các bạn. Vào ngày 15 tháng 8 hàng năm, Giáo hội Hoàn Vũ lại long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Cũng trong tâm tình đó, triệu con tim trên quê hương đất Việt lại hướng về Thánh địa Na Vàng, nơi ghi dấu sự hiện ra của Đức Mẹ giữa chốn rừng thiêng nước độc, để an ủi và khích lệ con cái mình vui lòng chịu khổ. Nhìn đoàn con lầm than khốn khó vì đức tin kiên vững vào Thiên Chúa, Đức Mẹ đã rộng lòng mà hứa rằng, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin, từ nay về sau, hễ ai chạy đến kêu khẩn Mẹ tại chỗ này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Và từ đó trở đi, cứ ngày 15 tháng 8 hàng năm, các tín hữu từ khắp nơi trên quê hương đất Việt và cả ở hải ngoại lại nao nức sum vầy dưới chân Đức Mẹ La Vang để cùng với giáo hội tôn vinh tỏ lòng kính yêu Mẹ và xin dâng phó thác mọi sự trong tay Mẹ. Năm nay chủ đề với Mẹ La Vang tham gia vào đời sống giáo hội, người bảo gì anh em cứ làm theo, xin được thông báo chương trình cho mọi người được biết để mỗi người chúng ta sắp xếp và tham dự trọn vẹn các nghi thức, dành khoảng thời gian quý báu và ngắn ngủi ở cạnh Mẹ để lắng nghe và cầu xin Mẹ ban muôn ơn lành hồn xác cho chúng ta. Kỳ hành hương Đức Mẹ La Vang năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Cụ thể, trong ngày thứ tư 14 tháng 8 sẽ có các chương trình sau. Vào lúc 15 giờ, Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân sẽ chủ sự nghi thức khai mạc kỳ hành hương. Liền sau đó, vào lúc 15 giờ 30 là giờ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang tại linh đài. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời được cử hành tại lễ đài Vương cung Thánh đường sẽ do Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự. Buổi tối vào lúc 20 giờ là giờ diễn nguyện bên Mẹ La Vang. Ngay sau giờ diễn nguyện là các phiên trầu mình Thánh Chúa cho đến rạng sáng. Trong khi đó, vào lúc 23 giờ tối cùng ngày, Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót do Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Chi, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng chủ sự. Tất cả các nghi thức cử hành này sẽ được diễn ra tại linh đài Đức Mẹ La Vang. Bước sang ngày 15 tháng 8 sẽ có các chương trình sau. Vào rạng sáng lúc 4 giờ 30, cộng đoàn hành hương sẽ cùng nhau rước kiệu và lần hạt mân côi tôn vinh Đức Mẹ La Vang. Đoàn rước kiệu dự kiến sẽ khởi kiệu từ linh đài Đức Mẹ La Vang và kết thúc tại lễ đài. Ngay sau đó lúc 5 giờ 30 tại lễ đài Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ long trọng cử hành thánh lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Trên đây là chương trình chính thức của kỳ hành hương thường niên La Vang năm 2024. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ hành hương nhận được nhiều hồng phúc của Chúa ngang qua lời truyền cầu của Đức Mẹ La Vang và xin Mẹ giang rộng tay trở che chuyến hành hương của quý vị luôn được bình an trong ơn Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại ở các nội dung tiếp theo.